Xin phép giới thiệu với các bạn, chúng mình sẽ có 3 lớp luyện thi quy mô lớn, lớp luyện thi N3, N2, N1 cho tháng 12 năm 2022. Thì đây, đây là cái poster của lớp học. Thì đây, cái lớp học này, những cái lớp học mà do bốn bọn mình trực tiếp đứng lớp thì bọn mình sẽ gọi đó là lớp VIP 500. Và mình muốn trình bày luôn là tại sao lại gọi là lớp VIP 500. Thì bởi vì Dũng Modi có hai mô hình lớp luyện thi JLPT. Một là gọi là lớp VIP 15 và hai là lớp VIP 500. Thì trong đó VIP 15 một lớp tối đa sẽ là 15 bạn học sinh. Còn lớp VIP 500 tối đa là 500 bạn học viên. Các bạn nghe sốc không? Ghê không? Rồi, đúng không? Ghê chứ. Thế nhưng mà thế như bọn mình đã dạy được xuyên suốt khoảng 1 năm rưỡi gần đây rồi. Thế nên là đều là những cái lớp mà đã đảm bảo được nhất định về về chất lượng rất là tốt rồi. Nên là hôm nay bọn mình tự tin để giới thiệu các bạn. Rồi. Trước khi vào cái câu chuyện này thì nó cũng liên quan một chút đến cái đoạn mà bí kíp mà mình vừa mới nói ấy, đó là mình sẽ không trả lời câu hỏi làm thế nào để giỏi tiếng Nhật nữa, đó là làm thế nào để học dốt tiếng Nhật mọi người, làm thế nào để học dốt tiếng Nhật. Rồi thì nó liên quan một chút đến cái bí kíp vừa nãy. Các bạn thấy cái câu chuyện vừa nãy, bí kíp nó lặp lại ở cái câu chuyện là học phải phải kiên trì đúng không? Thì để mà học dốt tiếng Nhật thì cũng gần gần như vậy, đó là chúng ta học quá nhiều cái mới mà chúng ta lại không ôn lại cái cũ. Được chưa nào? Đó nhá. Thế nên là để giải quyết cái câu chuyện này thì chương trình học của Dũng Modi, những cái lớp luyện thi JLPT này thì nó sẽ được thiết kế để chúng ta tránh được cái vấn đề là các bạn không ôn lại kiến thức cũ. Được chưa nào? Xuyên suốt trong 5 tháng đấy, 5 tháng các bạn học cùng với chúng mình, các bạn học mới xong các bạn lại ôn xong rồi. Các bạn lại ôn tức là ôn 2, ôn 3, ôn 4 lần chứ không phải ôn ôn 1 lần. Nhá, thì đấy là về cái concept, cái ý đồ mà mình xây dựng cái chương trình học liên tục ôn lại. Kiến thức mới có nhiều thế nhưng mà cũng liên tục ôn lại nhá. Rồi thì cả bốn cái lớp học của bọn mình, cả cả ba cái chương trình học N3, N2, N1 thì sẽ đều được chia sẽ thành 3 chặng như sau. Bốn chặng như sau. Ngày xưa là 3 chặng nhưng mà cái kỳ này bọn mình cải tiến nó thêm thành 4 chặng. Chặng 1 bọn mình sẽ thêm một cái phần, đó là gì nhỉ? 3 buổi đầu tiên sẽ là 3 buổi để ôn lại cho các bạn tức gần như là khoảng 90% những cái kiến thức của level trước. Bao gồm gì? Bao gồm là chúng ta sẽ ôn lại gần như là hết tất cả các ngữ pháp của level trước nhá. N3 thì là ôn lại của N4. Thế còn N2 thì ôn lại của N3, N1 thì ôn lại của N2 nhá. Và trong 3 buổi này bọn mình sẽ xoáy sâu vào một cái kỹ năng mà các bạn rất là hay kêu ca bọn mình, đó là kỹ năng luyện dịch câu văn tiếng Nhật, là một cái kỹ năng nền tảng và căn bản để có thể giúp chúng ta theo xuyên suốt cái hành trình học từ từ vựng ngữ pháp chữ Hán cho đến tận đến khi mà đi thi. Được chưa nào? Đấy là cái chặng 1. Bọn mình đây là một cái điểm mới của cái khóa học năm nay bọn mình nhá. Đấy, đó, ngày xưa thì là kỹ năng dịch câu thì bọn mình sẽ lồng ghép trong các buổi nhưng mà bây giờ mình sẽ tách ra thành một cái phần để xoáy sâu cho các bạn luôn. Được chưa nào? Tạo một cái nền tảng chắc chắn cho vào học. Tiếp theo, đến chặng thứ hai thì cam kết sẽ dạy lại toàn bộ những cái kiến thức nền tảng của mỗi một phần bao gồm ở trong những cái chương trình về từ vựng, chữ Hán và ngữ pháp. Đó thì cái này các bạn sẽ có thể vừa học trực tiếp ở trên cùng lớp Zoom của bọn mình và tiếp theo các bạn có thể học được song song trên cả cái nền tảng website bọn mình ở khóa học ở trên web và trên app đấy. Thì đây sẽ là một cái bước mà các bạn vừa học cơ bản ở trên web, các bạn xem qua kiến thức ở trên web, thế xong rồi các bạn sẽ vào trong các lớp Zoom mà học chuyên sâu cùng bọn mình lại luôn, xác nhận lại kiến thức. Thế là chúng ta có một lần để ôn lại kiến thức ngay trong cái chặng đấy rồi nha. Ok chưa nào? Sau giờ học sẽ lại được ôn tập lại thông qua gì nhỉ? Thông qua các bài test nữa, tức là trước khi vào học cùng với thầy cô đã tự học rồi, vào học được xác nhận lại một lần nữa này và sau khi học lại một test một lần nữa này, chúng ta vẫn nhớ nhé, cái ý đồ là luôn luôn luyện tập lại, ôn lại bọn mình, được chưa nào? Tiếp theo sau này đến đến chặng 3 thì chúng ta bắt đầu sẽ luyện vào chuyên sâu đọc và nghe hai kỹ năng cùng với những cái mẹo làm bài cũng như là luyện đề. Đó và cái chặng này các bạn sẽ vừa học luyện đọc, luyện nghe và vừa lại làm lại hệ thống bài test. Để ôn lại toàn bộ kiến thức mà các bạn đã học ở chặng 2. Được chưa nào? Và cuối cùng, đó, ôn lưu lại chặng 2 đã ôn lại rồi đúng không? Chặng 3 lại ôn lại ở chặng 2 xong đến chặng 4 sẽ ôn lại tổng hợp tất cả những gì đã học ở chặng 2, chặng 3 thông qua 15 buổi các bạn sẽ cùng nhau học với bọn mình kỹ năng các mẹo làm đề và gần như là chữa hết cả các đề ở trong quá khứ. Được chưa nào? Không hẳn test hết tất được nhưng mà một cái lượng tương đối khá là lớn đủ để các bạn cảm thấy yên tâm để đi thi nhá. Đấy là bốn cái chặng học của mình.
Tiếp theo thì có một cái đó là 55 buổi học cùng với bọn mình. Ở trong mỗi khóa học đấy thì chúng ta sẽ là học thiết kế theo bốn cái chặng như vậy. Thì đây là một cái lộ trình học của bọn mình đã tối ưu rất là qua rất là nhiều khóa rồi. Đó, nên là các bạn cứ yên tâm nhá, cứ yên tâm vào cái phương pháp học học gì nhỉ? Vừa song song kết hợp trên cả website, trên app cùng với cả giáo viên như vậy. Được chưa nào? Đó nhá. Đấy. Ngoài ra bởi vì là một lớp quy mô đông đúng không nào? Thế nên là các bạn học ở trong lớp Zoom. Tuy nhiên thì các bạn cứ yên tâm một cái vấn đề đó là trung tâm sẽ luôn luôn đảm bảo để trả lời thắc mắc học tập cho các bạn 24 trên 24 thông qua hệ thống trợ giảng. Mỗi một lớp thì sẽ có một nhóm lớp lớn đúng không? Nhưng mà bọn mình sẽ chia mỗi một nhóm lớp để, chia nhỏ tiếp 15 bạn vào một nhóm lớp thì sẽ để được các bạn thì nhỉ, các bạn trợ giảng, hỗ trợ nhỏ thì ở đây, ví dụ đây là một cái câu chuyện của một là nhóm gọi là nhóm 22 của lớp VIP 500 N2 vào tháng 2 vừa rồi, được tháng 2 vừa rồi. Đây thì các bạn hỏi bài đúng không? Không có hiểu bài gì ngoài giờ học không hỏi được hết cả thầy cô giáo thì cứ nhắn vào đây và thầy Nghĩa với cô Hiền đây lại xông vào lao vào để trả lời luôn đây. Tóm lại chăm sóc cả ngoài giờ học nữa. Tiếp theo, đó thì là trợ giảng, đó chia nhóm nhỏ và hỏi thăm đúng không? Hỏi thăm học viên, nhắc nhở học tập liên tục như thế này. Đó, và tiếp theo trong cái kỳ học năm nay thì bọn mình sẽ cải tiến thêm một cái phần nữa, đó là trong cái chặng số 2 khi mà các bạn học về từ vựng, ngữ pháp và chữ Hán ấy, bọn mình sẽ thêm một cái chương trình nữa là Senpai cùng tiến. Bọn mình sẽ mời những bạn học viên mà đang học level trước tại trung tâm của Dũng Modi sẽ vào tham gia vào học cùng các nhóm của các bạn level sau ấy, ví dụ các bạn đang học ở N2 và học N3 để vào làm gì? Mỗi một tuần sẽ tổ chức một cái buổi gì học nhóm của các bạn để ôn lại kiến thức của cả tuần rồi chơi game thông qua các trò chơi game, các làm bài test này ở trên Zoom đấy nhá. Và các bạn senpai đấy thì vì đã học qua rồi, các bạn có thể chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm học tập đúng không nào, thì mình tin rằng đây sẽ là một cái chương trình mới mẻ và nó sẽ có thể thúc đẩy cái tinh thần học tập của các bạn ngay từ cái chặng 2, ở cái chặng rất là quan trọng khi mà chúng ta phải học rất là nhiều kiến thức về từ vựng, chữ Hán và ngữ pháp nhá. Thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống là một cái chương trình là Senpai cùng tiến như vậy. Đó nhá. Đây là một cái mới trong cái đợt năm nay. Tiếp theo là về giáo viên thì các bạn cứ yên tâm là bọn mình thì có 4 người ở đây thôi. Thế nhưng mà trí óc và tay chân mắt mũi rất là nhiều, thế nên là sẽ có thể đảm bảo được cái việc là hỏi thăm học viên liên tục trong cả quá trình, thậm chí cái đợt vừa rồi á, đợt vừa rồi khi mà mình ốm mình vẫn nhắn tin hỏi thăm các bạn ấy, các bạn còn sốc quá vì cô đang ốm mà cô vẫn hỏi thăm nó, thế nên là các bạn cứ yên tâm là sẽ vẫn luôn luôn được giáo viên sát sao trong suốt cả cái quá trình học như vậy nhá. Đấy, ok, đang nói đến đây thì mọi người muốn lao vào học luôn chưa? Rồi chuẩn bị vào học luôn chưa? Bạn nào mà muốn muốn vào học á thì các bạn để lại comment inbox để cho Dũng mua đi, các bạn Dũng mua sẽ hỗ trợ mọi người nhá. Rồi, tiếp theo ở đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cực kỳ là hot, đó là rồi cái link gì đó, link đây đây. Một cái cực kỳ là hot mà cái này bọn mình thực sự ấy, bận quá nên nhiều lúc cũng không muốn giới thiệu với mọi người. Đó là cái chương trình học online của Dũng Modi thông qua app và thông qua website. Và nhân tiện đây á thì mình cũng xin nói với các bạn, không biết là có bạn nào mà làm cái trò là bán chui khóa học của Dũng Modi ở trên tất cả các group Facebook ấy, hay bạn nào mà đã từng nhìn qua cái đấy không? Thực sự bọn mình chưa lên tiếng nhưng mà mình nói thật với, nếu mà có các bạn ở đấy á, hoặc là bạn đã từng nhìn qua rồi thì mình thực sự muốn chia sẻ thật với mọi người là cái khóa học online ở trên web và trên app bọn mình là một khóa học mà bọn mình đã đầu tư cực kỳ nhiều công sức, nên là nếu như mà có những cái bạn nào mà đang đang kiểu bán chui khóa học, tức là các bạn download clip xong về xong rồi các bạn đăng lên driver các kiểu ấy, xong các bạn bán rẻ đi ấy, thì mình nói thật là các bạn hãy nên xem lại đi. Mình cười như này thôi nhưng mà thật sự nó rất là đau lòng mọi người ạ, rất là đau lòng. Tất nhiên là khi mà các bạn ý download clip về xong các bạn bán rẻ cho các bạn thông qua link driver thì nó sẽ làm mất đi rất là nhiều cái giá trị của khoa học bọn mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn học trên khoa học bọn mình á, các bạn nhìn này, bọn mình đã thấy này, các bạn nhìn thấy chưa, bọn mình các bạn mà học ở trên website nhé, các bạn có thể được lựa chọn những cái tính năng để các bạn học xem là cái lộ trình này bọn mình sẽ học trong 4 tháng 5 tháng, tức là bọn mình đã update cái tính năng của cái app của cái website của mình để các bạn được gọi gì nhỉ, những cái khóa của các bạn có thể học theo gì nhỉ, theo theo cá nhân hóa ấy. Tức là
mình có thể học nhanh học chậm thì bọn mình đã cải tiến được cả về tính năng của IT này, rồi đây này, rồi chia thành chặn rất là đẹp như thế này này, xong rồi chia thành từng cái buổi ngày học bài như làm sao này, rồi có lịch như thế nào này, flashcard này, rồi clip ở trên khóa học, ở trên các bài giảng thì nó sẽ còn được tương tác ở trên màn hình này, rồi các bạn có cái điều gì mà không hiểu thì các bạn có thể nhắn hỏi trực tiếp về Dũng Modi trả lời 100% đây. Mình không nói điêu nhá, bây giờ mình sẽ share cho các bạn luôn, nhìn qua mấy cái ảnh này không ăn thua. Bây giờ mình sẽ chia cho các bạn, đây, share cho các bạn luôn. Các bạn nhìn như này. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Khóa học người ta làm đầu tư công sức như thế này, quay ngày quay đêm, quay rớt cả nước mắt, chảy cả máu mũi. Bọn mình rất là nhiều lần đã cố gắng xử lý những trường hợp nhưng mà quá nhiều không thể hết được. Mọi người nhìn khóa học người ta đầu tư, người ta làm như thế này, cả website học như này có phải sướng không? Cậu gì mà cứ phải đi học ở mấy cái link driver làm cái gì? Đây, các bài giảng đây, đây vào học này được lựa chọn xem là lộ trình mình học nhanh hay học chậm này, xong rồi nhắc nhở mỗi ngày học này. Bấm vào đây, các bạn nhìn này, trong này còn có thầy Dũng gửi bạn một chút động lực để cố gắng học tập này, các bạn nhìn, trời ơi. Đấy, xong rồi bấm vào đây, các bài học đúng không? Có bài test làm ở trên này, nhìn sạch đẹp như thế này. Các bạn nhìn dưới này, comment học sinh này, kéo đến sáng mai không hết. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn học ở trên này như là học thật luôn. Không hiểu cái gì, nhắn tin rồi 100% trả lời, cặm cụi trả lời từng cái một, có gì không hiểu trả lời hết. Ừ, có cái gì đâu. Đây này mọi người nhìn này, đấy. Xong rồi đây này, ôi dồi ôi, rồi, ngữ pháp từ vựng này, video này, làm vô cùng chất lượng, vô cùng chỉnh chu. Toàn bộ những ngữ pháp bọn mình đều gì nhỉ, đều tự làm hết. Tự làm hết do đội ngũ người Nhật là đều là các... Bây giờ thì nói chung là những người Nhật mà làm ở Dũng Modi hiện tại thì đều là tiến sĩ, giáo sư thôi mọi người. Mình có một cái mạng lưới các giáo viên rất là sâu rộng ở giáo sư, tiến sĩ. Thế nên là tất cả những cái nội, những cái gì nhỉ, những cái giáo trình bọn mình đang làm này đều là do những cái thầy cô ấy viết. Bạn làm xong, bạn làm bài test ở trên này, các bạn đọc lời giải chi tiết có phải sướng không? Thế này, đấy. Xong rồi comment ở đây này, có gì không hiểu này, thầy ơi dịch chúc giúp em hai câu này này, đấy. Mà học như này có phải sướng không? Đấy, đây là ở trên website như thế này, còn trên app nhìn học còn thích nữa cơ. Đấy, sẽ học xong rồi thì bây giờ mình quay trở lại tiếp tục. Đấy nhá, thì để nói rằng là gì nhỉ, cái khóa học online để áp dụng trong cái lớp học VIP 500 này nó rất là ưu việt như vậy rồi. Nên là bọn mình rất là tự tin. À, trong nhân tiện nói thêm là gì nhỉ, trong các bài test của bọn mình, thậm chí bọn mình còn có thêm cài thêm cả cái file âm thanh ở trong, đọc cho từng cái câu gì nhỉ, từng cái câu ví dụ, từng cái câu hỏi. Các bạn làm xong rồi các bạn muốn xác nhận lại đúng không, các bạn luyện nghe luyện nói bằng cái cách là gì nhỉ, đọc lại cả cái câu hỏi cơ đó nhá. Flashcard âm thanh đầy đủ nhiều lắm luôn đó nhá. Ok rồi, tiếp, các bạn thấy chưa? Đây. À, ngoài ra thì học ở trên cái những cái lớp học VIP 500 bọn mình đã tích hợp được một cái hệ thống thi và theo dõi kết quả học tập. Thì sẽ dành riêng cho các bạn mà tham gia các lớp học này. Thì kể cả các lớp VIP 15 bọn mình cũng có tích hợp cái hệ thống này. Các bạn làm trực tiếp các bài test, thầy giáo cài đặt hàng ngày. Làm bài test xong thì sẽ có điểm luôn và có bảng xếp hạng điểm trong lớp luôn như thế này. Nên là bọn mình nắm rất là rõ về cái gì nhỉ, về cái năng lực theo học của học sinh ở trong một cái lớp, dù nó có đông hay không nhá. Đó. Và tiếp theo có một cái mình cũng rất là tự tin nữa, bốn thầy cô ở đây nói chung là tự khen thì cũng hơi củ chuối thế, nhưng mà thực sự là không biết là có học sinh nào mà đang học bọn mình ở đây không nhỉ. Bây giờ chẳng nhẽ tự nhiên lại mở comment phản hồi của các bạn ra khen thầy cô dạy hay quá. Thì bây giờ thử nhá, nào bây giờ thử đi. Mình sẽ thử đây. Các bạn có hay vào nick chat của mình không? Đây, nói chung bây giờ mình tìm không thấy, các bạn nhìn thấy chưa? À, đây, nhìn nhá. Đấy, rồi. Đây là cái Facebook của mình. Facebook của mình. Thì đây, mình hôm nay mình cũng không tiện để mà tập hợp được luôn. Thế nhưng mà, đây, các bạn có thể xem. Học, nói chung là học sướng lắm mọi người ạ. Đây, học xong mà học sinh kiểu như là gì nhỉ? Cô giáo mãi đỉnh đúng không? Được ngồi học thầy cô sướng quá này, kẻ cảm ơn sensei ạ, nghe cô giảng cuốn quên cả buồn ngủ đây đúng không? Giảng bài hay quá các kiểu. Ok, đó, thế nên là gì nhỉ? Các bạn cứ yên tâm về những cái lớp học bốn giáo viên ở đây thì bọn mình đã rất là cố gắng để trau chuốt cái khả năng sư phạm để gì đây? Để có thể tạo ra những cái giờ học mà khi mà các bạn học các bạn cảm thấy nghe xong một giờ trong cả 55 buổi nhưng mà nghe một giờ nào thấy sướng rồi đấy nhá. Nên là mọi người cứ yên tâm về cái gì nhỉ, về cái
cái chất lượng trong giờ học, và rất là hy vọng sẽ được gặp các bạn ở ngay trong thứ hai tuần sau thôi. Đó nè. Đấy. Và bạn nào mà muốn tham gia khóa học thì các bạn có thể ấn cho mình vào cái link đăng ký ở trong cái phần ghim chat mà bọn mình đã ghim ở trên phần chat nhá. À phần comment đấy. Ok. Đó. Ok. À đây đây. Trên này. Ôi may quá đây. Chuẩn bị luôn sẵn mấy cái câu feedback của học sinh ở trong các lớp VIP 500 của mình. Đó như thế này. Nhá. Thì. Thì đây là cái nội dung mà bọn mình muốn chia sẻ với các bạn về các lớp học mà bọn mình sẽ khai giảng trong thứ hai tuần sau, và là các lớp mà sẽ chuẩn bị học để cho cái kỳ thi tháng 12 sắp tới đây. Thì rất là hy vọng sẽ được gặp gỡ các bạn ở trong trực tiếp các lớp học này để chúng ta cùng nhau tiến bộ và cùng nhau giành được gọi là gì nhá, bằng thi đỗ GLPT ở trong tháng 12 sắp tới nhá. Đấy, và ok, rồi, đấy là về phía mình đã hết chuyện rồi. Đấy. Không biết là thầy Dũng, cô Hiền và thầy Nghĩa có điều gì muốn chia sẻ không? Chắc là bây giờ mọi người vẫn còn chưa có kết quả thi tháng 7 vừa rồi, nên là có nhiều bạn chắc là vẫn còn đang hoang mang, chưa quyết định là có nên học tiếp hay không, đúng không? Có bạn nào đang phân vân không? Thực ra cái khoảng cách từ tháng 7 đến tháng 12 thì nó đúng tròn có 4 tháng thôi. Thế là nếu mà mọi người quyết định chậm một chút thì nó sẽ hơi bị vội cho cái việc là thi đỗ tháng 12 sắp tới. Nên nếu mà mình cảm thấy kiến thức ở cấp độ trước của mình đã khá là ổn rồi thì mình có thể vừa ôn và vừa học tiếp lên cấp độ tiếp theo thì nó sẽ tốt hơn. Đấy là một lời khuyên nho nhỏ cho các bạn. Ok. Đấy, và ở trong phần comment bình luận thì bọn mình đã để một cái link là để gì nhỉ, để các bạn nếu mà muốn đăng ký tham gia khóa học thì các bạn có thể ấn luôn vào đấy và để được Dũng Modi tư vấn trực tiếp. Thế nên là buổi live thì cũng hơi kéo dài rồi, thế nên là có lẽ chúng ta sẽ dừng lại ở đây, và hy vọng là cái buổi live ngày hôm nay thì đã có thể mang lại cho các bạn nhiều giá trị. Và Thanh quên chưa nói là ấn vào link này sẽ có ưu đãi riêng này cho các bạn nhé. À thế à, ưu đãi gì đấy thì Dũng và Thầy Nghĩa. Cô Thanh ấn vào, cô Thanh sẽ biết. À thế à, đâu ưu đãi cho ưu đãi đó là đăng ký khóa học N3 thì sẽ tặng bổ trợ N4, đăng ký khóa học N2 tặng bổ trợ N3, đăng ký N1 tặng bổ trợ N2. Đó nha. Và bạn nào mà đang xem livestream này thì nếu mà có thể ấn vào cái link này để đăng ký khóa học ấy, thì sẽ được trừ ngay 100.000 vào học phí của khóa học, cũng như là tặng free bộ đề GLPT và bí kíp luyện thi nhá. Thế nên là bạn nào đang xem được livestream này thì ấn ngay vào cái link này để gì nhở, để sẽ được hưởng những cái ưu đãi như vậy nhá. Hi, ok, và có lẽ thì mình xin phép là chúng ta kết thúc ở đây được không mọi người? Đô La Đồng hỏi là nếu bây giờ em đăng ký học N3 thì có kịp thi tháng 12 không ạ? Đương nhiên là kịp, rất kịp, thừa thời gian. Yên tâm đi. Đấy. Rồi, hay thế thì hẹn gặp lại các bạn ở trong thứ hai tuần sau khai giảng sau nhé. Và hạn đăng ký thì nó sẽ vẫn là hết tuần sau. Tuy nhiên thì mình rất là khuyến khích các bạn có thể vào học ngay từ những buổi đầu để chúng ta có cái chặng một đầu tiên ấy, là một những cái bài giảng rất là quý giá liên quan đến hướng dẫn các bạn về cái cách để luyện dịch câu văn trong tiếng Nhật, là một cái kỹ năng mà mình nghĩ là có rất là nhiều bạn, kể cả khi mà đã học xong N2, N1 các bạn còn thấy hoang mang ấy, nên là các bạn đừng bỏ lỡ những cái buổi học đầu tiên của bọn mình nhá. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong tuần sau. Và ok, cảm ơn mọi người đã tham gia và lắng nghe buổi livestream của bọn mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Hai, minasan arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Chào mọi người nha. Bye bye.